Rồi, cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi nha. Chúng tôi xin phép là kết lại cái video này đây. Bây giờ là một bài tập ở trên hàng cột. Bây giờ chúng ta đến với các bài tập tiếp theo sẽ có ở trong các video tiếp theo. Chúng ta hãy đừng rời kênh và hãy đăng ký kênh để cập nhật các thông tin mới nhất từ kênh Làng Thang Sông Cầu ạ. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.